Tên là Asian bây giờ đéo thấy. À đây này, chỗ này hôm trước là chú Di Tồn trồi lên à, đúng rồi. Là đây chỗ này này. À là bé phải hả? Ờ. Vãi lầu. Ôi nó cũng không phải đá này. Thằng này gớm này. Ờ, cờ dài thả đầu xuống. Bọc ram gì đấy? Vẫn phải luôn nhá, mình cắt đầu nó. Có góc trước. Trời. Bắn lùi về sau tí, lên trước quá. Ui nó em có ba kìa. Đâu đầu lên nào. À hô, hỏi kéo, blunder đi, blunder, áp blunder đã. Ủa má nó em ghê vậy ta. Ghê phết á. Má mới trận, mới giờ này gặp mẹ. Khó rồi. Bẻ reset nhá. Có trước mặt có đà. Bẻ đi, bẻ đi. Ủa mình đang đi ba bùm hả? Hai, thuận gió thành ra nhanh. Đâu, thuận gió hay gì tạt nước kéo được. Ok, kéo vùng đầu đi. Một người kéo vùng đầu còn lại tôi kéo cho, Aki xuống giúp đi. Anh hình lên. Rồi. Có con brick trước mặt mình nha, bia lúc. Ok. Pick bùm đi. Lấy tàu mình! Nó dưới. Ơ, nó teleport. Ôi, nó tele. Má lòng. Nó bị mất rồi. Có thấy đâu không? Tele. Dưới tôi à, trước mặt tôi à. Sau mấy cái thùng. Sau mấy cái thùng á? Thùng nào? Trước mặt tôi nè. Tôi ở đâu? Coi đụng nó tay le nè em ơi. Tôi chết rồi. Má hát rồi. Ờ tay le hai thằng luôn kìa, vãi lòng. Rolls on deck laughing. Nó lên cửa đéo gì vậy? Le. Ok, có gì còn không?